Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình Chúng ta cùng nhau quay trở về Counter Sai Trước khi vào nội dung chính của video này Đừng quên là like, đăng ký kênh hộ cho mình Thì hôm nay trong video này tôi sẽ lấy con tướng mới trong thẻ Counter Đúng Và nói chung con này thì về cơ bản là con này thì mọi người khuyên mình là Cái bạn đột tổ tư vấn thì đều khuyên là Lấy về cho vui, chủ yếu lấy tài nguyên là chính Chứ con này sẽ không mạnh nên sẽ không có gì nhiều để khai thác Bên cạnh đó hôm nay trong ngày cuối của cái banner con tướng mới ở đây Là đây chỗ này mình quay này ngày cuối của banner con Sonja thì con này mọi người cũng bảo mình nó cũng yếu cũng không 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 đáng để lấy nhưng mà tuy nhiên vì nó mới ra banner nên thành ra cứ quay đến 10 vé hên xui đi nếu mà không ra được thì thôi nhưng không 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 quay cố con này bằng được nhé tại vì tính sử dụng nó với mình là không có cao nhưng mà quay thử biết đâu ăn may 10 vé nó ra được thì lấy thôi nên là ra mình sẽ quay thử 10 vé vì đây chỉ còn 4 tiếng 30 phút nữa ở thời điểm mình quay mình quay đến 10 vé trước ra được thì tốt không ra được thì thôi nhé cũng không áp lực gì mấy có hộp không không được rồi ok vậy thôi bỏ qua luôn nhé mình chỉ thử 10 vé thôi Tại vì 10 vé kiếm lại nó dễ Vì đây mình đang gần đủ bảo hiểm 150 vé rồi Đó. Còn cái bên uh, tuyển dụng của cái uh, tuyển dụng tối mặt thì cũng còn dư nhiều lắm Hơn 10.000 vé nên tướng thức tỉnh <laughs> Vẫn theo câu chuyện cũ của mình là tướng thức tỉnh lấy còn dễ hơn cả tướng thường và bây giờ tụi mình quay trở về cái chỗ thẻ cao tơ ở đây thôi mặc dù nó yếu nhưng mà quan trọng điều là tài nguyên nó nhiều nên có lẽ là mình cũng phải lấy thôi vì hôm nay tôi sẽ đi tiến hành mua cái thẻ cao tơ này để mua thẻ cao này đến và vào mua kế hoạch đặc biệt nó sẽ mua bên này mới mất 2170 cái uh, xu quản trị đúng không mua thôi sau khi mua xong ra nhận ấn vào thu thập à, nhầm nhầm ấn, ấn, sang bên ngoài đi đây ấn vào chữ nhận phần thưởng mình sẽ nhận được một em tướng và một tá tài nguyên con này con uh, Tarii được thêm rất nhiều vàng vĩnh cửu các thứ các thứ nói chung là nhiều quả đúng không sau đó mình đi phải đi xả bớt cái vàng vĩnh cửu nó nhiều quá rồi ở đây uh, mấy cái vỉ thác này xả bớt đi tí cho nó bớt đi đã Tuần này sự kiện có cái gì không nhỉ Cái sự kiện này cũng không hấp dẫn lắm Đổi cái này với quà trong này Đổi cũng tương đối không hứng thú lắm Này còn tận 14 ngày mới kết thúc kìa Mà bên ngoài cái này thì Tận cuối tháng 1 mới kết thúc kìa vậy thì từ từ cũng được vậy thôi vào trong kia mình xả cái khác thì vào chỗ tác chiến mình đi sang bên cái chỗ ủy thác bên này trong thử thử thách thôi chắc là pha đi tí vàng nhá, vàng thì sau tiêu rất nhiều mà nên là thôi pha đi tí vàng đi vậy nhiều quá xả bớt đi chứ nó quá cái mức đầy ấy mà nó tối đa mình xả tối đa chín chín lần là bốn mươi bốn năm trăm năm mươi xả bớt đi rồi còn chỉ nát sư không biết là nó có cái đồ riêng của nó chưa, không nhớ lắm Nhưng thôi cứ biết tinh thần chung như vậy đó Rồi bây giờ mình quay sang đây, nhận thêm tí quà Rồi bây giờ mình quay sang bên này, mình vào chỗ con tướng, vào chỗ quản lý này Thế này mình chỉ ở đây, con mới ra ở dưới đây ta có mấy con ở mới mới có đây Thì ta có con uh, Tali là cái con chính trong video này Thì con này ở đây hiện tại thì mặc dù không có chơi nó nhưng mà thôi thì cũng nâng lên một chút xíu Tại coi như nâng để siêu tập đấy mà thì sang đàm phán lương mình cũng nâng nhẹ đây một chút Nhưng mà không nâng quá nhiều thôi bên này đột phá đây một chút xíu Tại vì trong mỗi tuần có cái nhiệm vụ đi nâng cấp kỹ năng tướng và thứ tinh tinh, tôi cứ nâng lên một chút xíu tiện lượng làm cái nhiệm vụ luôn Cái này ấn lấy 10 lần thôi Ấn vậy cho nó đủ 10 lần để xong cái nhiệm vụ tuần luôn đấy mà đó, bây giờ mặc dù không chơi nó thì mình nhìn qua kỹ năng nó một chút xíu là có khả năng gì không nhé Đầu tiên là về tổng thể ngoại hình này. Đây mình sẽ thu bé hình lại chút xíu về tổng thể ngoại hình đây. Phóng to nhìn rõ hơn từ trên xuống dưới này. Cho cái này chơi quả súng cũng lực lưỡng quá không? Tiếp tục bây giờ về mặt kỹ năng nhé, đọc qua tí cho nó biết thôi. Thì cái chiêu đầu tiên của nó ở đây là tấn công bình thường ở đây. này đánh trúng hợp lệ là hai, bắn cái Dream Maker chắc là tên tên một loại năng lượng ra để gây sát thương uh, AOE cho kẻ địch ở phía trước tăng level lên tăng thêm đòn tấn công thôi nó chỉ tăng đam thôi đúng không tiếp tục chiêu số 2 của nó ở đây là kỹ năng bị động của nó là mất kiểm soát đánh trúng hợp lệ là hai tất cả các đòn tấn công của con tướng này đều sử dụng uh, loại đạn uh, dược được sửa đổi đặc biệt và phát nổ nhiều lần sau 6 đòn tấn công cơ bản cô ấy sẽ cô sửa nòng súng quá quá nóng của mình để thực hiện đòn tấn công uh, nâng cao phóng ra tia lửa còn dưới này nâng cấp lên tăng thêm tốc độ tốc độ đánh và tăng cái đam cho cái, 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 mức cuối cùng. Tiếp tục là kỹ năng đặc biệt. Kỹ năng đặc biệt ở đây là kỹ năng không thỏa thuận. Ở à, đây có đánh trúng hợp rất là hai. Con này nó sẽ không thể ngăn cả một khi cô ấy đã bắt đầu nổ súng, bắn nhanh cái 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 này ba lần và gây sát thương diện rộng cho kẻ địch phía trước. Lên level tăng đam và cái cuối thì tăng ATK trong 10 giây. Kỹ năng tối thượng của nó là kỹ năng lệnh của thuyền trưởng. Đánh trúng hợp lệ tăng lên thành 3 nhảy lên không trung và bắn một uh, viên uh, viên đạn uh, đặc biệt gây sát thương AOE cho mục tiêu uh, và môi trường xung quanh. Cô cũng không bao giờ quên thêm gia vị cho sự bùng nổ danh tiếng uh, về nổ về danh tiếng của cá mập đọc chả hiểu cái quái gì cả. Nó lại khá là chung là tấn công vậy thôi. Và lên level tăng đa và tăng cái đánh trúng hợp lệ lên tiếp một cái nữa. Đây về sơ qua một chút về cái kỹ năng thôi. Còn cái thi triển nó vì đây mình không có chơi con này nên vào chỗ luyện tập để nhìn qua cái hình ảnh ra chiêu của nó rồi nhé có số con lấy về mà thế siêu tập tôi đang làm chả mua đây cho cái này xuống để hình nó khi xuất trận này bây giờ bắt đầu cho sử dụng thử nhé đây lúc nó bắn này tôi bây giờ dùng lên kỹ năng tối thượng này mình chỉ vào hình cái cây kiếm phía trên đầu này đây là hình hoạt ảnh nó ra chiêu nhá đây xem xem cho nó biết thôi bắn như bắn pháo hoa không thử lại lần nữa nha <laughs> bắn kiểu bắn một đạn lên trời bắn là một tia đạn chùm ấy nói chung là trông bắn thì ngầu đấy nhưng mà con toàn tổ tư vấn bảo không chơi được mấy đâu nên là thôi mình cứ lấy về siêu tầm thôi đấy thì nói chung là cái này video này nó rất khá là ngắn nó chỉ cho bạn xem một tí là ở à đây hôm nay tôi siêu tầm thêm được con tướng nó còn đây là nó thi triển thì, thì, thi triển thứ như thế này thì cho bạn xem một tí cho nó biết thôi ta nhìn lại lần cuối nha nói chung là bắn thì trông rất là hoành tráng mấy game Hàn Quốc có làm đẹp phải trưởng đấy nhưng mà tính sử dụng thì có vẻ không cao đấy đây là hết một lần ra chiêu của nó nhé bây giờ quay trở về đây rồi sau bây giờ mình quay nó ra bên ngoài chỗ thu thập mình lấy thêm tí quà khi mình có nó ở đây chỗ bên thu thập này đồ siêu tầm biểu tượng nhận thêm chút quà à con kia như mình đang level thấp quá chưa đủ cái cấp để mà lấy cái quà siêu tầm thì vậy nè nhận thêm chút kim cương nó trả đáng bao nhiêu nhân viên ở đây hiện tại con đấy xem có liên quan đến một cái tổ đội nào không nhé ai chỉ là con cá rất đơn lẻ thôi xuống phía dưới vẫn chưa thấy gì nhiều khả năng nó chỉ là con tướng đơn lẻ thôi khả nó nằm trong một cái tổ đội ở đó mắt mình ở à đây không nó nằm nó nằm ở à đây cái nãy bỏ cái tự hào cá mập này nó nằm trong cái team cá mập uh, run bay đấy nó nằm trong cái team này và team này còn một con nữa con này À con này chính là con Jonja mà mình bỏ qua này. Bây giờ ba em này một team nhé. Thường cái mấy cái này nó hay có những cái tổ đội đi tàu với nhau đúng không? Kiểu kiểu vậy. Thì nó sẽ có một cái tổ đội này. Thì em này lần trước là mình cũng quay vô vơ lệch ra thôi chứ banner nó mình cũng không, không không có quay. Mình lệch red rồi con này. Thì thêm con này nữa, à, cùng cái team đấy với thêm con này nữa. Nhưng con này mình không có không quay. Nhưng mà tuy nhiên là mình sẽ chờ nó lệch red ra thôi. Tại vì lượng vé xanh của mình không có nhiều nếu là con vé đen thì chắc chắn mình sẽ quay nhưng vé xanh thì ít quá mình chờ được rate thôi chứ không phải vội tại vì nếu game này vội vàng con nào cũng lấy ấy, thì chắc chắn là với tinh thần nạp ít mình chỉ mua mỗi cái thẻ thẻ tháng thôi mà nên ra nếu nạp ít như vậy thì nhiều khả năng mình sẽ bị hụt tướng nên mình phải ưu tiên những con tướng nào tính sử dụng cao hơn nên con này mình không có cố đấy nên tinh thần chung là vậy còn con tướng này thì thẻ cao tơ chắc chắn mình lấy rồi thường những con thẻ cao tơ là mình sẽ có còn nếu giả sử bạn nào không có điều kiện mua thẻ counter thì game này nó cũng rất là nhân văn nhân nhân văn một chút xíu đó là thường sau khi kết thúc cái đấy nó sẽ vào banner thường bạn có thể quay được. Nhưng tuy nhiên bình thường cũng làm gì có vé mà quay. Chẳng qua nó tạo cho bạn cái cơ hội để bạn có thể siêu tập được mọi con tướng bạn muốn thôi. Nếu bạn may mắn thôi. Nhưng còn đa số nó vào đấy thì bạn cũng phải có tiền và quay thêm. Chứ bình thường bạn con nào cũng quay làm gì đủ vé đúng không? Nhưng ít nhất nó không làm khó bạn cái câu chuyện lấy một con tướng là bạn hoàn toàn có hội có thể lấy bất cứ con tướng nào bạn muốn. Nhưng mà khi bạn lấy nhiều con tướng chắc chắn bạn sẽ thiếu tài nguyên. Nó chỉ lưu ý mỗi vậy thôi ở đây bổ sung thêm một chút xíu về con tướng nhá thì nói chung ở đây ý, thì con tướng này đây nãy quên không nói cái chỗ set để cử một tí này này ra bổ sung một tí là con tướng này đây vì bạn nào muốn có nhu cầu dùng nó bạn có thể dùng set uh, hồi chiêu mê cung hoặc là set tốc đánh nhé thì bạn có thể dùng một một trong hai loại set đó để dùng cho nó thì nói chung là cơ bản con tướng này ý, là nó ấy nó là cái con tướng nó không có hiệu ứng nó cũng chả có búp. nó cũng chả nó chủ thuần là gây đam thôi mà vấn đề nữa là nó con lính bắn tỉa này thì ra máu nó cũng giấy nguy cơ chết nó cũng cao ấy để ra cái khả năng sử dụng nó là không có nhiều đâu chủ yếu người ta chỉ hay dùng nó trong đánh mấy cái bố ráp thôi tại vì đôi khi cần nó là bắn hạ một số cái khiên nhanh ấy, thì có thể người ta dùng nó rồi nhé còn đa số là không dùng tới nhé. thì chèn thêm chút xíu vào bổ sung thôi và cơ này cơ bản là lấy về siêu tầm nhé siêu tầm thôi không không dùng được đâu đấy chia sẻ và thêm một chút xíu như vậy còn thôi video này có lẽ là mình sẽ kết thúc ở đây nhé tại chủ yếu mình khoe các bạn một con tướng mới thôi còn mình cũng không có chơi con này nên thành ra là mình cũng không không có gì nhiều với nó cả Thì chỉ xem qua tí hoạt ảnh cho nó biết thôi muốn đi lấy chút lại thôi thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé còn bây giờ mình xin chào hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau xin chào các bạn nhé xin chào nhé